Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu anh em lại mấy cái mẫu lá giá rẻ nữa dành cho tất cả anh em chơi. Vừa qua cũng rất nhiều anh em muốn hỏi cái mẫu rẻ tiền. Thì hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em tiếp tục những cái mẫu rẻ tiền dành cho tất cả anh em nào đam mê, anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ trực tiếp đến các số điện thoại này của shop hoặc nhắn tin địa chỉ trực tiếp cũng được. Ok hết. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em từng mẫu một, từng sản phẩm một, đắt có, rẻ có. Cách thức thì bên mình vẫn gửi hàng cho anh em là COD, anh em nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhé, đều được kiểm tra hết nên là anh em khỏi lo. Đấy. Sản phẩm quảng cáo như thế nào giả gửi cho anh em đúng như vậy, sai không nhận hàng. Đầu tiên là bên mình gửi đến anh em mã số 35. Loại này thì cực đẹp dành cho anh em nào mới tập chơi này. Nó có thước ngắm khe ngắm này, 150.000 đồng bao cước và được tặng kèm cho các bác là hai bộ dây. Mỗi sản phẩm được tặng kèm cho các bác là hai bộ dây nên là anh em về chỉ việc dùng thôi, còn anh em nào thích mua thêm dây thì mua. Mỗi một bộ dây bên mình bán lẻ là 12.000 đồng, đấy loại dây đắt, còn dây rẻ thì 10.000 đồng anh em nhé. Đấy, mã số 35 là 150.000 đồng bao cước, anh em nhìn đẹp không? Đấy, rất là đẹp chắc chắn. Tất cả bằng thép hết nên là anh em xài là ok. Còn cái loại này bằng inox, mã số 67, cái này thì bằng inox nhé, 220, cái này bọ cạp. Bọ cạp này nó cuốn thêm dây, chúng ta cầm rất là chắc chắn tay, êm, đầm, chắc chắn. Chạc 7, anh em bắn rất sướng luôn. Một là gài trong, hai là buộc dây bên ngoài, chúng ta kiểu gì cũng được. Nhiều bác vẫn cứ hỏi là gài kiểu gì, thì mình lấy cái dây thun này mình thử sơ qua để giới thiệu cho anh em nhé. Đầu tiên chúng ta gập đôi cái này lại. Gập đôi cái dây này lại nhé. Đấy, sau giờ chúng ta đút thẳng vào khe lỗ như thế này. Anh em hiểu chưa? Đút thẳng nó vào như thế này. Đút thẳng nó vào như thế này rồi thì nó sẽ hở ra một cái lỗ như thế này. Anh em nhìn chưa? Nó hở ra một cái lỗ như thế này. Đấy thì chúng ta đút một que tăm quế vào là xong. Đấy chúng ta chỉ cần đút một cái que tăm quế, tăm xỉa răng ấy nhá, tăm quế, hoặc là chúng ta vót một que tre chúng ta đút nó vào là xong. Cái đấy chúng ta lên vót làm sao mà nhiều cái vào để chúng ta đi bắn còn sơ cua. Mã số 67 220, cái này bằng thép bao cước vận chuyển và được tặng kèm hai bộ dây. Đấy 220, bằng này các bác dùng trọn đời không hỏng, dùng đến lúc chết cũng không hỏng luôn. Đấy và đây nữa, bản cao cấp thép nữa. Mã số 34 là 230.000 đồng. 230.000 đồng một bộ như thế này bằng thép 304, anh em dùng cả đời không bao giờ sợ bị hỏng. Lá on hit phiên bản mới, đẹp, thước ngắm khe ngắm đầy đủ. Thay dây, chúng ta chỉ cần nới con ốc này ra thôi là chúng ta đẩy nó ra rồi chúng ta kẹp dây vào là xong. Đấy rất dễ. Rồi đến tiếp theo vẫn là cái thằng kẹp khe rãnh như vừa xong mình đã quảng cáo rồi. Anh em kẹp dây thì đút nó vào đây, đúng không? Đây là mã số 34 là 230.000 đồng, bao cước vận chuyển và được tặng kèm hai bộ dây. Rồi đến tiếp theo là mã số 17, 230.000 đồng. Đấy, lại này thép 304, chạy sim si. Các bác nhìn đẹp không? Hoa văn chi tiết rất là đẹp nhá. 230.000 đồng là bao cước này, tặng kèm hai bộ dây này. Khuyến cáo anh em nhé, nếu mà nhà anh em mà chưa có dây thì chúng ta phải mua thêm 3, 4, 5 bộ dây nữa. Anh em nào có điều kiện thì mua nhiều, đằng nào cũng bắn đằng nào cũng phải mua thì cứ mua 5, 7, 10 bộ về để sơ cua cho nó dễ, để tránh tình trạng đứt rồi lại mua. Nếu mà đứt hết dây mà các bác mà đi mua lẻ dây ý, thì phải mua 10 bộ mình mới bán ấy. Còn anh em mua cùng với lá này thì mua 2, 3 bộ mình cũng bán nhé, bán hết. Nhưng mà anh em mà lúc nào mà đi mua lẻ dây không thì phải 10 bộ trở lên mình mới bán ấy. Đấy cái chất liệu vì ship nó rất là tốn tiền, mất công đóng, mất công đi gửi, đằng nào cũng vậy, đằng nào cũng dùng, đằng nào cũng chơi thì các bác cứ mua thật nhiều về để xài cho ok. Đấy, dây chạy sim si thép 304, anh dùng anh em khoảng 17 tuổi, dùng đến lúc 90 tuổi vẫn chưa hỏng. dùng người ta gọi là dùng trọn đời. Nó bằng thép mà. Đấy chủ yếu là anh em chơi này này, nó là mang tính chất là sưu tầm là một này. Hai nữa là anh em mang tính chất là bắn giao lưu thì anh em có thể đến rất nhiều bác là ở trong Sài Gòn người ta có thể là chơi 3, 4, 5, 7, 10 cái lá liền một lúc. Thì cái này nó rẻ, mỗi tháng chúng ta có thể mua một cái, bác nào có điều kiện thì có tháng người ta mua 2, 3 cái cơ. Người ta chỉ mang tính chất sưu tầm thôi. Chứ còn bắn thì cái nào cũng bắn được, cái rẻ tiền cũng bắn được, cái khúc gỗ mà người ta đẽo cành cây người ta cũng bắn được hết. Đấy, cái này nó mang tính chất sưu tầm. Vì nó rẻ tiền, có thể một tháng chúng ta cũng mua được một cái, 10 tháng chúng ta cũng mua được 10 cái. Thế chúng ta chơi vài ba năm trong nhà có một chả đầy lá cao su. Đấy, lúc ấy chuyển sang đi buôn được. Đấy, mã số 10, tay cầm bằng gỗ. Đấy, cái này là bằng thép, thép này thép cao cấp nhá. Đấy, nó khắc số Reji đây, mã số 10. Đấy, mã số 10 là 270.000 đồng bao cước, 270.000 đồng. Có thước ngắm,
rất là đẹp. Tiền nào của đấy các bác nhé. Chất liệu đẹp thì nó sẽ đẹp thế thôi đấy. Chúng ta kẹp dây vào, đút dây vào khe kẹp rồi siết con ốc này vào thật chặt, thế là xong. Rồi đến tiếp theo bản cao cấp khủng khiếp nữa để dành cho tất cả mọi người. Đấy, nhìn cái sự cầu kỳ của nó, các bác đã thấy cái giá trị của nó rồi đúng không? Hai cái mắt titan nó được nổi lên như thế này, rất là đẹp, nổi tròn, bóng, mịn, đẹp. Đây là chất liệu thép 440C, cái loại này bản cao cấp, mã số là 79, giá là 390.000 đồng. À quên, xin lỗi, 340.000 đồng. Bao cước, đây là bản đắt tiền, có thước ngắm. Các bác lưu ý nhé, có thước ngắm và chạc nó vát. Đấy, chạc nó vát như thế này. Anh em nhìn đẹp không? Đấy, nó có thước ngắm nhé. Loại mà không có thước ngắm thì nó rẻ tiền hơn. Nó chỉ hơn 200.000 đồng thôi. Nhưng có cái thước ngắm này, cái công chạy CNC của cái thước ngắm này rất là cao tiền. Đấy, đắt tiền, nó khác hẳn những cái hoàn toàn. Hai cái mắt mèo của các bác nhìn này, đẹp không? Đấy, hai cái mắt của nó đã nhìn đấy, đã nổi quần quận lên này. Chạy CNC rất là đẹp. Rồi, thép 440C. Anh em cứ dùng từ lúc răng còn sữa cho đến lúc răng rụng vẫn không hỏng. Rất là đẹp nha. Thước ngắm thì chúng ta cầm tay là cầm tay trái. Nếu anh em cầm tay phải thì chúng ta tháo cái thước ngắm đổi sang bên này. Đổi thước ngắm thì chúng ta chỉ cần siết cái con ốc này ra. Đấy, xoáy con ốc này ra cái là chúng ta đổi sang đây được, cầm bên tay phải. Còn đây là mình đang cầm tay trái thì chúng ta để như thế này. Cái thước ngắm, nếu anh em không mà thích thước ngắm thì chúng ta có thể tháo ra. Đấy, anh em nào biết bắn rồi thì chúng ta hầu như không cần dùng thước ngắm. Nhưng mà mình để thước ngắm thì trông nó có cái tính chất là hầm hố, trông nó có vẻ chuyên nghiệp hơn. Rất là đẹp, nói chung cái sản phẩm nào mình cũng ưng ý hết. Đấy, anh em mình quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi. Còn anh em thích chọn cái nào thì anh em cứ liên hệ mình qua cái số điện thoại này. Hoặc anh em nhắn luôn địa chỉ, họ và tên, địa chỉ. Anh em muốn mua lá số mấy thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp vào cho dễ nha. Vì tất cả những sản phẩm này bên shop đều đánh theo số, đánh theo thứ tự, nên là các bác mua rất dễ, không bị nhầm lẫn gì cả. Đây còn cái túi này, túi đựng lá. Anh em mà có điều kiện thì chúng ta mua thêm cái túi này, 55.000 cái túi này. Đấy, chúng ta có thể đựng dây thun bên trong này, đựng bi, đựng nhiều cái phụ kiện khác mà chúng ta đi. Đấy, khi dùng thì chúng ta đậy rất là kín đáo. Đấy, còn khi mà anh em không dùng nữa thì chúng ta về chúng ta có thể cất cái ná nó vào đây. Đấy, đóng nó vào nha, rất là gọn đúng không? Đấy, chốt đinh trong, chốt đinh ngoài, khi chúng ta không bắn nữa chúng ta để cũng là rất là gọn gàng, không mang tính chất bừa bãi, cất vào ngăn kéo, cất vào tủ, cất vào ô tô. Nó rất là gọn. Đấy, nên là khi anh em chơi, nếu anh em có điều kiện mua thêm cái túi này, 55.000 một cái túi này. Anh em nhé, đây cái lỗ này, lam châm để bi ở trong này. Anh em mà thích lấy bi thì chúng ta lấy bi từ dưới này lấy dạng được. Vì nó dùng bằng lam châm, nó hít bi rất là chắc. Đấy, rất là chắc luôn. Đấy, nó đeo vào cái thắt lưng da của chúng ta. Đấy, đeo vào thắt lưng là rất là đẹp, đúng không? Đấy, đinh chốt vào đây, chắc chắn. Rồi, tất cả bên mình là bao cước vận chuyển cái lá này. Tất cả là bao cước vận chuyển miễn phí và tặng kèm cho các bác là hai bộ dây đi kèm. Anh em nào nhà không có dây thì chúng ta mua thêm dây. Đấy, anh em nào giàu thì mua nhiều, anh em nào ít thì chúng ta mua ít, thế thôi. Đấy, số điện thoại của shop đây, anh em cứ gọi điện nhắn tin trực tiếp vào định được. Gọi không được thì anh em nhắn luôn địa chỉ nhé. Nhắn địa chỉ mình khắc gửi cho, anh em yên tâm hàng không bao giờ hết. Nếu mà hết hàng thì mình sẽ gọi điện cho anh em là báo cáo anh em là hết hàng, anh em đổi sang cái khác, thoải mái. Đấy, anh em phía Nam thì 5 đến 6 ngày nhận hàng, anh em phía Bắc thì 3 đến 4 ngày. Cái này là bên mình gửi vào bưu điện. Đấy, tùy gần hay xa là do bưu điện nó gửi nhá, mình chỉ gọi là khoảng thôi. Đấy, địa chỉ của shop ý, thì ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em nào gần nhà thì qua mua cho nhanh, anh em nào xa thì mình gửi bưu điện. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của shop. Xin chào.